chưa ai qua, nhưng mà mới ghé đây nè. Có số điện thoại không, điện qua chứ cua mà 700-800 ngàn ký mà ngay mùa mà có chắc dạo chân ha. Bán mấy năm trước kìa, chị ra cắm một cái là ngày 3-4 triệu bạc đó. Bởi vì Mỹ mà cua không có giá. Chim sâu rồi. Học trên nhà chứ. Chắc về dịch thì nghỉ rồi. Dịch rồi đó rồi. Ta phá thử cái quần coi thử đây. Tự nhiên tôi quên mất tiêu. Quên mất tiêu thấy tụi nó ghé tới. Quên luôn tới rồi mà lên tôi đứng nắp nói chuyện nó sơn hết chứ tôi quên. Đâu có gì. Quần này thì 150 hả? Còn quần này 120. Tôi ghét quần này quá. Tao chẳng con nó cắn. Có này không? Đừng kiếm được có này đó coi. Tôi quần nó chìa này. Có cái đó thì kiểu chìa dạ. Đâu coi, đâu coi thử ai. Tôi ghét cái bộ quần ngay sống ở giữa nè. Quần như vậy nè. Nè kia bố đồ. Giờ làm biến lậu rồi, điện thoại. Alo là tới. Rồi. Gửi 100 mà luôn, còn 100 thôi là chế khi giờ tôi hết được. Giờ nó kẹt của bằng hủng. Con nào nó thẳng tiền tùm lum hết đi. Ngày đáng mất 2 tấn nữa. Hay nào, có hai đại. Tới nè. Nhưng mới nó kiếm. Lạ dở, giấc luôn. Không đắng hả? Thằng chị thấy sáng rồi mấy bà này đi nộp được đâu nộp lại đó. Mơi đó. Mấy ngày mơi hả? Đi tiếp đám mà. Này có bánh kìa. Tí kiếm 300 ngàn đi em. Đi 200 và 300 lấy đi 200. 200 hả? Chiếc cũng đi 200. Sao mà đẹp quá nha. Sao mà nó sốt sao vậy ta? Sốt đâu mà sốt. Sốt này quá trời đẹp. Bánh cũng đẹp. Có hai con cái này đẹp nè. Cái mặt nào mà lửa cho tao cái gì. Thấy lại nhiều vậy? Cái này cũng có duyên. Đá nhiều luôn. Hát còn chung cô Năm đó 1 tháng vậy nó đưa tiền ăn tiếp cô Năm đó 500 ngàn. Cái này cũng đẹp lắm. Đẹp, ba mày mặt đẹp. Con ăn ngủ thương lĩnh đó hả? Cái này ngủ đâu vậy chú? Con lĩnh đi mần rồi đó hả? Đi ghe. Gia đình mới đi chân luôn. Ủa cái này là mình cởi nó chung về đây được hả bà Lon? Chú không có nhà. Lăn mắt gà lên trên. Đừng. Tôi ghét cổ gà sát dữ lắm. Cái áo này cũng nhìn quá rồi. Sau một đêm ngủ dậy thì cái ghe mình nè, hôm mưa cũng rất là lớn mà mưa nhiều luôn. Cái này mọi người hay nghe được nè, mưa tiếng mưa lập đập ngâm á. Hay mình đậu dưới cái cây mắm nè, cái này vô mùa bông mắm. Cho nên cái ghe mình nhìn cái hết thèm luôn. Và cái bông mắm nó cũng đầy chứ, lúc tới lúc bên trước luôn. Dạ trời ơi, xem nó cũng như thế nào. Ây. Bây giờ vẫn còn mưa nè. Bây giờ chỉ đợi là nắng lên thôi. Nắng lên cái đầu mình vũ lên cái một. Hôm mưa hơi nhiều, mưa lớn luôn. Ông tính bán gì vậy Út? Ông bán cá vậy? Cá bóng tượng hả? Giờ mình đi lên trển kêu đem cá xuống nặng mình mua luôn. Cá bóng tượng 800 gram. Hai chồng cá bự quá cũng hơi ngán ăn. Thầy sợ không hết. Thầy sáng sớm thì trời mưa, cho nên nhìn phong cảnh nha. Hơi buồn hơi chút xíu. Nè, mấy cái mắm cái này vô mùa mắm nè. Mùa cái mắm quá trời bông. Tanh nhầm nhờ ăn biết hết. Thầy đem ra sao rồi? Làm gì lấy máy chụp hình hay gì? Dạ.
Ủa sổ có gì vậy? Hả? Ừ, đổ có nhiều đó không? Có nhiều đó, có mấy con tôm mà. Nên lấy ruột nó ra nó quậy đâu có tôm ra được đâu. Ừ. Đi đường trong. Đi đường trong mui. Để nó nhảy cái đùi cái mất tiêu. À, bự nè. 800 gram. Trong tượng. Rồi để mình nè. Bắt sang cái hùng để trả cái hùng cho của Út. Ủa nó nhảy dữ không ta? Út chụp được không? Chụp được không? Nè. Mua đại chứ chưa biết làm món gì ăn. Ồ, qua cứ cây trái giác nó có trái. Kia con nhà một hả? Nhà đây mới kiếm cái tiền rồi. Trời chắc mưa nữa quá. Âm u chân. Ui quá khứ. Bên đây thì không có chuyển mưa. Bên đây thì trời trong xanh. Còn chuyển mép bên đây nè. Thì cạnh này chuyển dữ tận luôn. Dạ rồi vậy. Có mà phải trả tiền thôi. À là ngán mua rồi. Có bạn nhỏ ghé thứ hai nó trông quá trời. Nó mới về qua sông nó về đó. Mới về Phúc hả? Chị, ừ. Mới về vậy hả? Mới về qua sông về nó chung tới trường học cấp 2 rồi. Vậy hả? Cái bằng vừa nãy cái áo lửng phải không? Ừ. Cái này thì chắc nó vừa. Đem lên thử luôn cho dễ. Cái áo này nó dài, nó cục hơn, nó vắng hơn. Ừ. Vừa. Nó vắng, lửng tửng lưng tưng nha. Cái này mã số mấy ta? Số 2. Cái này số 2 nó đẹp phải không? Cũng số 2 nhưng mà cái này hộp áo nó dài hơn. Cái quần thì vừa phải không? Có cái áo hay lửng phải không? Ừ. Cái lửng gì cái áo nó dài hơn là bạn vừa đó. Cái tay lụa. Biết không? Chứ không có vậy thôi. Có dùng nhà. Bả mới xuống trả tiền. Bả ra nè. Ra nè. Nè cái này ba mấy? Nó ba sáng. Giờ gì? Ba sáng. Ba sáng. Còn có một cái đen à. Cái này số bự không dám đưa. Này cái bự này nó bự lắm, 3 ít còn cái đó có 1. Cái này nó bự nó mà không được đâu. Cổ cái lớn này nó mà không được. Nó phải nhờ có 2 ít nào mà còn hơi bự rồi đó. Còn cái này số 3 ít. Này Phúc em không vừa đâu, không bự cho em. Cái này nó cái ừ. Ta là 50.000 cái không đó, bán cho cô có 45 mối ruột luôn. Thế đây mẹ sao mẹ còn mẹ còn thiếu mấy trăm sao mẹ không trả hết thì bộ mẹ sẽ trả hết chứ không ghé hả? Ừ. Gọi nãy nhiêu? 90, 180 cái 120 là 300 cả. Mọi người thì bây giờ bến bên đây thì cũng đã xong rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bến bên cái nhà sàn đó đó. À, chị ở đâu vậy? Chào bà con này. Chị Tiên hả? Có ghế bỏng quá em không lấy gì chị, còn ghế dậy thì mười cái không giòn lấy gì.
Ôi, thôi sao lấy đỡ hồi cái đi rồi sao lấy thêm nữa. Nhà mở đi, lấy mắt ở lên nhà mở đi chị ơi. Tôi được một cái xe xe nhỏ. Thấy biết nhiều không? Bạn cháu màu tím quá đó. Này đây. Ông ơi, cái thằng pin này ngóng ra cho mình nè. Cái gì? Anh ngọc nhưng mà cả tuổi mà không được cái anh ngọc anh ngọc vui đời vậy anh ngọc ơi anh mới ngọc ơi cái đồ chụp hình cần pin luôn kìa ngọc hả cái đồ chụp hình cần pin luôn trời là không thở nổi nhưng không thở nổi thì trời mồ hôi lại nhiễu nhiễu mua ta đó đụng hiểu rồi. Hiểu rồi, ai cũng hiểu rồi. À, xin chào buổi chiều chào mọi người nha. Thì bây giờ cũng đã chiều rồi, đang đậu lại cái bến, đang chuẩn bị nấu cơm ăn. Thì hồi sáng mình, mọi người có nhớ mình mua con cá ấn tượng không? Đây nè. Nhìn nó thấy cưng. Cưng gì? Lụm nó bây giờ. Lụm nó luôn. Cá ấn tượng thì nuôi cũng được đó, nhằm người ta nuôi cá ấn tượng nhóc. Sáng giờ làm em ngu vậy hả? Ừ. Tại vì người hiền người ta gọng thì con cá nó hiền khô mà. Vậy đó hả? Ta nói ngược lại á. Người mà không giữ gọng cá nó hiền khô. Nó sợ là. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cá ra mình mặn. Nước mặn tắm như tắm biển vậy thôi. Hình như không biết quyết lội chưa mà bằng áo phao kìa. Chưa biết lội mà bằng áo phao. Nghe câu biết lội càng như phao. Rồi tủng cái nha em là tội nhân thôi em đừng có nói em luôn. Vậy con cá này làm món gì em? Hấp muối. Hấp muối hả? À, cá bóng tượng hấp muối cuốn với bánh tráng. Có bánh tráng không? Có bánh tráng mà có yeah. Rau không? Có. Quan trọng là có rau nhiều không ngon. Cá này thì chỉ mổ bụng không? Cá này hay là mổ bụng, mổ bụng là khỏi cũng được. Giống như nó giống như mình gan gan muối nè, giống như gan cá lóc vậy. Cá lóc nha, cá lóc thì cá nói lóc. Chung là mình chỉ rửa sạch. Sạch. Rửa sạch là bắt đầu mình đem vô mình gan thôi chứ không có cần mà làm gì chứ. Đây con cá mình đã mặn rồi. Thì cá này thì đâu có mặn đâu. Đập ra làm cho nó chết kệ đầu mổ bụng là xong phim. Bây giờ mình đang một ít xả vô đặng mình để vô trong cái nồi á, mình rang muối cho nó kiểu như bớt tanh không? Thơm. Thơm mùi xả. Đập đập dập dập ra. Em hắt vô luôn cái một á. Cái muỗng nó múc biết nào. Ừ. Cái muối này có hai đứa nhỏ ở nhà ha. Nó phái nhất là cá lóc mà gan muối này nè. Có chặt lá chuối gì lót chứ không? Chứ nào, cái này hả? Ừ. Cái này phải có xả lá nha. Mình lót ở dưới cũng nhìn cũng ngon, thơm. Đây, mình cho xả vô luôn. Lót mình lót cái dưới nền dưới đó. Con cá này thì nó hơi bự nhưng mà con cá mình thì không có cái nồi nào bự chứ. Chơi tạm cái chảo này. Cái này cái nồi lẩu. À, cũng được chứ bộ. Ý mấy cái nắp đậy lại mới được. Ừ. Cá này hồi sáng mình mua thì cô nói là 800 gram. Dính lại. Dính cái nắp lại. Năm giờ phát hành rồi đó. Thì cuốn bữa nay có gà gì? Gấp cá.
Dưới rau có rau hôm không? Không khó, sáng salad chỉ có gắp cá không hả? Dưới rau gì? Cải bay xanh hả? Cải bay xanh mà cuốn luôn. Cuốn luôn. Ừ. Cuốn được mà. Dưới một ít hình như thấy một ít đọt cóc nè. Phải không? Đọt cóc. Ừ. Đọt cóc đó chắc bẻ ở trên nhà quá. Thì bữa nay không có nhiều rau nhiều. Bây giờ mình chuẩn bị làm nước mắm me. Thì nước mắm me thì mình sẽ nấu nước sôi, nước ấm thôi ha. Sôi luôn. Nước sôi luôn ha. Đặng mình dầm cho me nó ra. Nó tan ra phải không? Mau ra nước me. Đây bây giờ mình thăm á. Ôi ôi. Quá nè. Nhìn thấy hấp dẫn nè. Bung ra cho ha. Đây. Mình tính dở ra mình thăm thằng được kia, mình dở mặt nó lại. Thấy tình hình được không? Chắc không quá. Để nguyên gì đi. Tại mình sợ cái mặt ở dưới á, nó. Mà lấy muối cứ dài dài trên sống nó ra. Cho nó thấm đều vô. Ừ, đó. Nó mặn. Mặn không? Không quá. Dễ gì mặn. Thôi. Chấm ăn. Chấm mắm me. Sẵn rồi. Cái nãy cầm thiệt là nhẹ. Nửa ký, 800 g. Mọi người có nhìn thấy chú đó, nhắc này người ta đang đặt lú. Nước gồng mà, thì người ta sẽ đặt. Đặt xong bắt đầu sáng mai người ta sẽ cuốn. Bây giờ mình tí xíu còn ngọt. Dằn một ít. Chút xíu bột ngọt ha. Đừng có nhiều. Để nhiều một chút. Ừ. Nếu mà để bột ngọt nhiều như là mắm me nó tanh phải không? Ừ. Dặn cho nó độ chua nó cho bớt độ chua là chút xíu. Mà đường nó nhiều. Đường thì mình để nhiều. Tại vì mắm me thì là mình mặn cho nó phải chua chua ngọt ngọt. Cay cay. Ăn nó mới hấp dẫn. Cái này mình đã bỏ cái hột me ra rồi. Mình chỉ lấy cái phần thịt me á. Khi mà mình để nước sôi vô nó tan ra thì mình sẽ bỏ mấy cái hộp hết. Cho nước mắm vô. Mình để ít nước mắm ra. Thêm nữa hả? Để coi vừa ăn cái. Dạ. Đang làm món nè. Ăn thử có cay ăn nổi luôn. Tại vì cái này á tỏi ớt nhiều mình chấm nó ngon. Rồi, vậy là dọn. Xong, xong rồi đó. Rồi, bây giờ mình lấy cá ra. Trời. Nhìn hấp dẫn nha. Không thấy gì luôn hả? Không thấy gì hết. Thịt con cá nó mềm. Nó mềm mà nó trắng nõn à. Ngon quá. Đây thì gắp sao ra nguyên à. Cá của mình cũng đã xong rồi mà chắc gắp nó không nguyên con được quá. Tại thịt nó hơi mềm. Bây giờ con cá nó hơi mềm á. Cho nên mình khó gắp nó ra. Được em ơi, từ từ là lên được chưa? Nè, bây giờ gấp nó qua cái nồi được không? Ủa cái nắp dung nè. Gấp thử rồi ra cho cái thịt nó mềm. Không á, cái đũa em gấp cái đầu. Cái này phải nhẹ tay mới được chứ. Đó lên đó. Lên này đỡ cái đầu. Rồi lên luôn đi. Đấy. Bữa nay mình để trên cái tàu chuối luôn. Không có để vô dĩa thì không có khó gì là đẹp.
Cái này thì nó dính vô rồi nè. Cái đuôi nó dính vô trong cái phần cái nồi của mình với còn một ít thịt nằm trong đó kìa. Thì bây giờ món ăn cũng đã xong rồi. Đấy. Cá nhìn rất là hấp dẫn luôn. Con cá này thì đặc thù không biết sao chứ khi mà mình làm xong á, mình nhìn thấy cái thịt nó trắng nõn luôn. Quay cận cho mọi người xem nè. Nó trắng thể hơn con cá lóc mình luôn á. Phải không? Trắng mà thịt nó bung ra. Thịt nó bung ra. Có cái vỏ chế kìa. Đó chết chị ghê không? Nhỏ là nặng mấy trong quá. Đấy thì bắt đầu mình sẽ cuốn thịt nha. Thịt, miếng thịt nhìn là thấy ngon liền luôn á. Con cá này hồi sáng mình mua là 80 ngàn. Trăng phiếu à. Tình hình sao? Ngon. Ngon à. Thịt chắc ngọt quá. Tại con cá này nãy còn sống luôn mà. Mà với phần hồi không, xưa thịt nó dai à. Thịt nó dai ha. Thơm à. Thịt thơm à. Hồi xưa mình đâu có biết con cá bốn tượng này nó ở nước mặn đâu mà bây giờ mình mới biết được nó có ở sống ở nước mặn. Hồi xưa mình chỉ ở tưởng ở nước ngọt không à. Được chứ. Đang lấy nước hả dạ? Dạ. Mình đậu ngay cái miệng cống á. Người ta lấy nước cho gà mình nuốt vô. Ăn chúng cái lá gì? Lá cóc. Lá cóc thơm thơm ha. Ăn ra bữa nay ra lạ lạ. Cái này nhìn cái thịt nó ngon thiệt. Nhìn nó trắng. Cá tươi mà. Cá tươi, nhìn cái thịt trắng nõn. Mình chấm lúc vô gì nè, ăn nó mát dẫn. Cái nãy nhận dở ra cái thịt nhìn cái nó ngon ha. Ừ. Bung sớt lên, không phải như cá lóc mình mắc đâu được vậy đó. Cá lóc thì nó có bung thịt cái kiểu như mà mình hấp làm sao thì nó gan vậy nha. Còn cá này hấp ra cái đầu thịt nó bung ra. Hấp mà nuôi á, mình hấp muối ăn thịt nó cũng dai. Cũng dai nha. Cũng như kiểu mình hấp muối mình không có đụng nước nữa, thịt nó dai. Mà mình này hấp muối hay cam muối ta? Cam muối. Cam muối. Cái muối này
nó giữ lại được 100% cái chất của nó luôn, đâu có nước gì đâu. Ngon quá. Cái này trên nhà bắt nhạc đấy. Mình quay cái này á, mình ngán nhất là nhạc, làm khi sợ bản quyền nhiều á. Thì chắc có lẽ mình mời cả nhà một cuốn này nữa đi, thì mình sẽ kết thúc clip đây luôn. Chứ lỡ mà khúc này nó dính nhạc bản quyền á, rồi mình khó lắm. Phải nhất mà ăn vô mà trúng cái đỏ cốc á, nó chua chua. Nhà mà có cái ly bù đế vô rồi. Thì chắc có lẽ mình sẽ kết thúc clip đây và mình sẽ ăn tiếp cái món cá bóng tượng gan muối. Tại vì trên kia cũng bắt nhạc rồi, với phần cũng hơi tối à. Thì mình sẽ tranh thủ ăn, còn tắm rửa này kia, giặt đồ giặt đạc, mai bắt đầu chuẩn bị đi sớm. Vậy thôi, chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau.